anh em đang có nhu cầu quan tâm về một con ship bu lông có thể mở các loại ốc từ 30 đổ lại thì không thể nào bỏ qua dòng sản phẩm này. Đây là sản phẩm máy ship bu lông Deadpool đầu 3/4, lực ship tối đa là 1750 newton, sử dụng chân pin phổ thông. Và dòng này hiện tại đang có 4 cấp lực, có luôn hộp nhựa cho anh em mình nha. Đến với siêu phẩm ngày hôm nay để cho anh em mình thấy được con máy nó như thế nào. Và đây, trên tay Duy đang có là con ship bu lông 1750 newton. Những anh em nào mà đang là thợ máy, đang có nhu cầu quan tâm về các dòng máy pin có thể nào mở được các loại ốc lớn và cái lực siết khá cao thì đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho anh em nhé. Giá thành thì rất là rẻ, khả năng đi theo máy cho anh em mình đó là một máy và một sạc nha anh em ha. Anh em sử dụng loại máy ship bu lông này thì nên sử dụng các loại pin 6A đến 7A là phù hợp nhất nha anh em ha. Giờ mình sẽ trải nghiệm cho anh em xem con này nó có những cái góc độ như thế nào. Đây là cấp độ cao nhất của con máy nha anh em ha. Bắn vào, mở ra. Con này nó có 4 cấp độ cho anh em mình làm việc để có thể mở các tùy chỉnh các loại ốc khác nhau. Đây là cấp nhẹ nhất, cấp thứ 2, cấp thứ 3, cấp thứ 4. Và dòng này động cơ nó là không chổi than, khá lớn và khá mạnh mẽ, giúp cho những anh em nào đang là thợ máy có nhu cầu đi công trình hoặc là những cái vấn đề nào liên quan tới vấn đề là sử dụng một con máy ship bu lông nhỏ gọn và phù hợp với những công việc hàng nặng thì đây là sự lựa chọn hàng đầu ha. Anh em có thể ghé qua các chi nhánh của máy móc Nam Điện Máy EV để trải nghiệm trực tiếp và đầu tư ngay dòng máy này. Bên mình hiện tại đang có rất là nhiều các dòng máy phù hợp với anh em. Nếu anh em có nhu cầu quan tâm thì mua trực tiếp tại cửa hàng nha anh em. Cảm ơn anh em ạ.